on with me tonight. I xin chào tất cả mọi người. Thì trước hết Tuấn xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi vlog lần trước của Tuấn, là vlog một ngày đi mua đồ. Thì Tuấn được nhận được rất là nhiều inbox khen, thì Tuấn xin cảm ơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay Tuấn đang ở Vincom. Tuấn tính sẽ quay thêm một vlog nữa, cũng là đi mua đồ. Kỳ này thì Tuấn sẽ đi một thương hiệu khác. Tuấn sẽ cố gắng đi thật là nhiều nơi để có thể thu thập thật là nhiều giá và cho các bạn tham khảo, cũng như là review về chất lượng của sản phẩm. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ thích và theo dõi vlog của Tuấn nhiều hơn. Nhớ like và subscribe nha. Quảng cáo một xíu, dạ, đi thôi. Thì thương hiệu này nằm ở Vincom, Lý Tự Trọng. Mà nơi mà Tuấn sẽ tới ngày hôm nay đó là Giordano. Thì brand này là của Hồng Kông. Thì đồ ở đây đa phần là casual, yeah. Rất là đơn giản. Đó, nhưng mọi người nhìn tổng thể đi. Đó. Đồ nam và đồ nữ cũng có luôn. Ở đây thì đồ nam rất là đơn giản, nhưng mà Tuấn rất là thích form áo ở đây. Đây, Tuấn sẽ cho mọi người xem thử một số mẫu nha. Đây, như mọi người nhìn đi, hình thêu rất là thẩm mỹ nè, rất là tỉ mỉ nè. Đó. Và thun này cũng rất là tốt nữa. Thun ở đây thì đã có tiếng trên thị trường rồi. Và giá của cáo thun này chỉ có 590.000. Mà chất liệu ok, rồi hoa văn thêu cũng ok nữa, thì Tuấn nghĩ option này tốt cho mọi người đó. Ở đây có hai loại polo đúng không? Ở đây có hai loại polo. Một là polo con cóc, với lại một polo là classic. Cho nên là mà polo con cóc là giá bao nhiêu ta? Dạ 520 ạ. 520. Còn polo classic cũng là 520 luôn. Cũng là 520 luôn. Nói chung là cùng một mức giá mà có hai option, thì mọi người có thể lựa chọn những cái mẫu mà mọi người thích. Bây giờ Tuấn sẽ cho mọi người xem về quần nha. Giá quần ở đây là 790.000. 790.000. Dạ, đúng là 790.000. Cũng là 790.000 luôn. Ủa là thường là mấy cái quần ở đây là đồng giá hết hay sao? Dạ, quần jean với kaki là 790.000. À. Dạ, quần dài. Quần jean với là kaki ở đây thì đa phần là sẽ đồng giá là 790.000. Thì tôi nghĩ là mức giá này cũng hợp lý mà, đúng không? Quần jean này thì các bạn cũng có thể phối với những cái chiếc áo, ví dụ là áo thun hay áo sơ mi tùy thích. Còn Tuấn thì những cái quần jean này thì thường Tuấn sẽ phối với là áo thun với giày sneaker, thì nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tại vì Tuấn thích sự đơn giản thôi. Bạn cho lấy cái này size 32 cho mình đi. Ở đây có cả vớ và quần lót nữa. Dạ. Cũng có những cái quần boxer nữa. Giá là 150.000. 150.000 hai đôi. Suy ra một đôi có chừng 75.000 thôi. Được. Đây là quần boxer. Mình có nên thử luôn bây giờ không ta? Mình cũng mình có cho thử ở đây không? À, khi mà Tuấn hỏi có thử hay không thì kiểu bạn nhân viên cũng kiểu không á, kiểu dạ. Dạ, quần boxer giá của nó là 190.000. Cáo này hồi nãy bạn nói bao nhiêu à? Dạ 740 à. 740. Dạ. Lấy cho mình cái này là size XL nha. Nói chung là size to nhất đi. Dạ. Tại vì Tuấn rất là thích mặt rộng á. Mặt rộng tại vì nếu như mà body Tuấn có xấu á thì cũng có che được một số khuyết điểm á. Dạ. Bây giờ Tuấn sẽ dắt mọi người đi xem những mẫu mới của Giordano nha. Đây là hàng mới nha mọi người, nhưng mà giá cũng chỉ có 350.000 thôi, là áo thun. Còn về quần short thì 690.000. Dạ. Vậy là mọi người bỏ ra có chừng 1 triệu hơn một xíu là có nguyên một cái option đi chơi Tết. Dạ. Như mọi người thấy thì đồ nam ở đây rất là đơn giản, form rất là đẹp. Thì Tuấn nghĩ là Giordano brand này á, chủ yếu là sẽ nhắm đến cái đối tượng khách hàng, ví dụ như là những người trẻ thích sự tinh tế, thích sự đơn giản, và những nhân viên văn phòng. Tại vì mức giá này khá là hợp lý, toàn là dưới 1 triệu thôi. Đây, áo sơ mi ở đây cũng chỉ có 890.000 thôi. Bạn ơi, bạn lấy cái này, quần này size 32 cho mình đó bạn ơi.
Cái này là quần tây dành cho nam đúng không bạn? Dạ, cho nữ à? À mình đây là quần tây dành cho nữ ra, cho mọi người nhìn đi. Đồ nữ ở đây cũng rất là dễ chịu nha. Để Tuấn review về giá cho các bạn nữ. Như quần này nè. Giá là 790. Quần tây này chỉ có giá là 790 thôi. 790 ngàn. Mình đang có chương trình okay. Là mình mua một là 790, mình mua hai là còn 590 một cái, nó giảm mỗi cái 200. Là mua một. Dạ là 790. Mua một 790. Dạ. Mua hai là 590, mua ba là 390. Dạ. Mua bốn là 190. Dạ không, nó chỉ có chương trình là mình mua cặp à. À dạ. Là chỉ có chương trình mua cặp thôi cho mọi người. Còn nếu như mà những người bán hàng nào mà như Tuấn chắc có lẽ là shop chắc cũng đóng cửa hỉ. Dạ. Quần này thì 790. Áo sơ mi là 890 ngàn. Đồng giá là 890 luôn anh. Sơ mi đồng giá 890. Vậy là ở đây đồ nam và đồ nữ, tất cả các loại sơ mi đều đồng giá là 890 ngàn. Còn quần jean và kaki á, kể cả nam lẫn nữ luôn sẽ đồng giá 790 đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Ở đây đồ đồng giá nhiều quá ha. Ở đây có quần thun nữa nha mọi người. Quần thun short. Quần thun này đang có chương trình anh. Làm anh mua một là 390, anh mua hai trở lên còn 290 một cái, nó sẽ giảm vào mỗi một cái 100. À. Dạ. Cũng đang có chương trình cho mọi người. Mua một sẽ là 390, còn mua hai sẽ là 290. Còn ví dụ mà lỡ mình mua nhiều quá thì mình có dạ, mình VIP mua 2 trở lên à. Tức là mình mua hai trở lên là được còn 290 một cái. Chương trình này áp dụng tới ngày mấy? Dạ chương trình này quanh năm à. Chương trình này quanh năm. Ồ. Chương trình này quanh năm với tất cả sản phẩm. Dạ. Ê mọi người ơi, tôi có thêm một thông tin thú vị trên cho mọi người nha. Là ở đây đó là chương trình khuyến mãi sẽ là quanh năm. Chỉ có một sản phẩm này thôi à? À là dạ, mọi người ơi, ở đây có một chương trình rất là thú vị nha. Cứ là riêng với những cái chiếc quần thun này nè, thì ở đây quanh năm sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi là khi mà bạn mua một chiếc quần á thì giá của nó là 390 ngàn. Còn mua hai chiếc quần á trở lên thì bắt đầu nó sẽ giảm 100 ngàn xuống, thì mỗi chiếc quần chỉ có 290 ngàn thôi. Thì tôi nghĩ mức giá này nếu mà các bạn vô đây gom đồ á nhiều lắm á. Ủa tại sao mình không áp dụng những cái sản phẩm khác nữa? Dạ không, chỉ có một số chương trình có một số sản phẩm như vậy. Bạn vô đây luôn nè. Sao vậy? Dạ chỉ có một số chương trình là có mỗi số sản phẩm nó khác nhau nên cái mẫu đó có chương trình. À chương trình á. Xém chút nữa là mình nói là hả là không chỉ áp dụng quần thun mà áp dụng tất cả các sản phẩm luôn, là có tới đây mà không mua được là đánh Tuấn đó nha. Ở đây thì còn có thêm những cái đồ mà mọi người có thể đi tập thể thao cũng được nữa. Giá này là 350 ngàn. Giá áo thun này là 350 ngàn. Còn cái áo này là 440 ngàn. Nói chung thì ở đây rất là nhiều option. Nào là đồ thể thao nè, đồ đi làm, đồ ở nhà, đồ đi chơi, rồi đồ ngủ, rồi thậm chí đồ nhỏ nữa. Thì ở nhiều mức giá khác nhau, tầm 1 triệu đổ lại. Thì Tuấn nghĩ đây là một option tốt dành cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì Tuấn sẽ thay đồ. Sau khi mua đồ xong thì bây giờ Tuấn sẽ đi thêm một store nữa để review cho mọi người về giá cả cũng như là chất liệu bên đó. Và bây giờ Tuấn sẽ đi bên Bắc Sơn Hùng Vương. Mọi người đi theo Tuấn nha. Hiện tại thì bây giờ Tuấn đang ở Bắc Sơn Hùng Vương. Thì chỗ tiếp theo mà Tuấn muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là Timberland. Dạ mọi người đi theo Tuấn nha. Tuy là không có lớn nhưng mà Tuấn nói cho mọi người biết là tại vì sao mà Tuấn chọn store này là tại vì ở đây có những đôi giày limited. Tuấn nghe nói là đôi giày này kỷ niệm 45 năm thành lập Timberland. Dạ. Nó sẽ có một cái đặc biệt là nó có cái logo ở đây. Dạ. Logo 1973, kỷ niệm 45 năm thành lập. Dạ. Và da của nó hình như là được làm bằng da nubuck phải không bạn? Đúng rồi, đây là da nubuck. Nó có tẩm silicone ở trong da để nó thấm nước thì mình có thể đi trong nước. Máy tiêu hộp cũng không có thành vấn đề.
Có nghĩa là trong cái da này có tẩm thêm silicone nữa thì mọi người là đi nước thoải mái luôn, không có sợ luôn. Cái đế này là nhựa thông đúng không bạn? Đúng rồi, đế này là nhựa thông. Nó tạo cái độ chắc chắn và cái độ bền cực kỳ cao. Mình có thể mang đến 5, 6 năm, 7 năm là chuyện bình thường luôn. Trước hết thì Tuấn sẽ bốc giá em nói cho mọi người xem. Giá của em này là 6.490.000. 6.490.000. Dạ. Đôi này nếu mà ai mà kiểu thích vận động mạnh, kiểu mặc đồ chất, bụi á thì nó rất là ok. Timberland là một thương hiệu của Mỹ. Dạ. Da của nó rất là bền nha mọi người. Một đôi giày này nếu mà mọi người bỏ ra 6.500.000, 6.490.000, gần 6.500.000 mà có thể mang được. Tôi nghĩ là đôi này mang khá là lâu đúng không bạn? Đúng rồi, mang em khá là lâu, khoảng 7-8 năm, nếu giữ kỹ mang được 10 năm cũng ok. Nếu mà các bạn có thể giữ kỹ, mua một đôi giày mà gần 7 triệu mang được gần cả 10 năm thì tôi nghĩ cũng là một option tốt dành cho tất cả mọi người. Và đặc biệt luôn á là cái này là limited nha mọi người. Với là hàng limited là hàng giới hạn và không phải chỗ nào cũng có bán. Yeah. Nó là 7.690.000. Áo này là 7.690.000 á? Dạ. Áo này là 7.690.000. Cái này cũng là hàng limited luôn và cũng là kỷ niệm 45 năm thành lập Timberland luôn. Dạ. Nói chung là tôi ở đây là một cái store, nói chung không lớn nhưng mà hàng limited rất là nhiều cho mọi người. Sale dịp Tết của mình á thì nó này sale bao nhiêu? Cái này sale 30. Cái này sale 30% thì cái này là giá gốc đúng không? Đúng rồi, cái đó là giá cái gốc. Cái giá gốc của nó là 6.090.000. Nếu mà sale 30% thì cái này là tầm 4 triệu mấy đúng không? Đúng rồi, nó tầm khoảng 4 triệu mấy. Dạ, 4 triệu mấy thì chương trình này áp dụng tới bao lâu? Chương trình này áp dụng tới 1 tháng 2. Tới ngày 1 tháng 2. Ồ, vậy là còn mấy ngày nữa thôi thì mọi người hãy nhanh tới đây nha. Sẽ được sale 30%. Giá cái này là 890.000, là chưa sale, là giá gốc 890.000. Còn nếu sale là cũng được giảm 30% luôn nha mọi người. Cái polo này có thể chống nước nha mọi người. Giá của nó là tầm 1.690.000. Thì ngoài cái chi nhánh này mình còn cái chi nhánh nào nữa không? Mình sẽ có những chi nhánh ở Hà Nội. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mình chỉ có một chi nhánh hiện tại ở đây. Túi xách ở đây là 990.000. Những cái bao này mình có sale luôn. 2.490.000. Bao này là 2.490.000. Cái bao này được một cái nó có thể sử dụng hai mặt nha mọi người. Như mọi người thấy đúng không? Dạ. 2.400.000 mọi người có được hai còn như này. Da này là da thiệt đó nha mọi người. Combo 3 đôi là 590.000. Đối với cái đôi giày limited hồi nãy là làm bằng da nubuck thì mọi người dùng cái này để vệ sinh nha. Tại vì khi mà mình sử dụng dung dịch riêng của dòng da đó thì nói chung là nó sẽ bảo quản được cái lớp sơn, lớp màu của da đó và nó làm cho sản phẩm của bạn lúc nào cũng luôn mới. Và nếu như mà bạn sử dụng cái này hoài chắc sử dụng được 100 năm không? Cái này thì rất là lâu quá mà. Dạ mình giỡn thôi. Dạ. Thì cái này một chai dung dịch như vậy là giá là 450.000. Cái này giống như lotion quá ha. Đúng rồi. Thì cái giá của nó là 350.000. Là để dưỡng da dày. Mọi người nên nhớ nha, cái tip này nha, chỉ sử dụng là dưỡng da dày. Còn nếu như mà mình dưỡng da của mình thì nếu mà dưỡng da mình thì sao bạn? Chắc nó sẽ mịn như da dày á. Nó cũng mịn như da dày đó nha mọi người. Cũng mịn nhưng mà kiểu bạn nó cũng hơi nhấn mạnh á. 1.290.000. Nói là foam, những áo thun ở đây á, đa phần là những foam rộng, foam suông á. Và đối với những cái bạn nào mà thích chất, thích bụi á, thì đây là một option tốt cho tất cả mọi người. Áo này là 3.190.000. Nói chung là giá ở đây á, nó sao ta? Cũng thuộc dạng là hơi cao. Nhưng mà được một cái chất liệu của brand này rất là ok. Tại vì brand này á, chủ yếu là nếu như mà các bạn bỏ ra một số tiền từ 1 triệu đến 8 triệu mà mình giống như hồi nãy các bạn nhân viên có chia sẻ là mình có thể sử dụng được sản phẩm này 10 năm đổ lại luôn, cái là một khoảng thời gian khá là dài. Một số tiền như vậy mà để đổ lấy chất lượng là mình sử dụng được.